Câu hỏi thứ 9. 1. Đạo nghĩa là gì? 2. Tu nghĩa là gì? 3. Tu để được gì? 4. Tu có thể thành Phật được không? Mà tại sao trong 36 vị tổ sư Thiền tông, vị tổ sư thứ 21 lại nói tôi ngu mới tu giải thoát? 5. Còn trong kinh Đức Phật vẫn nhắc đi nhắc lại cái câu các ông đừng có mang cát mà nấu thành cơm. Ý Đức Phật muốn nói gì? Xin giải thích cho tôi được rõ. Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu thứ 9 của anh Vũ Văn Sơn. Câu hỏi thứ 9 của anh này thì nó có tới mấy ý lận. Ở trong đây thì có thứ nhất là ý hỏi về đạo có nghĩa là gì. Ở đây tôi xin giải đáp, đạo có nghĩa là con đường đi. Anh hỏi tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là tìm hiểu và sửa. Anh hỏi tu để thành cái gì? Thì ở đây tôi xin giải đáp, tu là để thành các vị thánh đang quản lý phần âm của trái đất. Anh hỏi ở trái đất này tu có thành Phật được không? Thì tôi xin giải đáp, ở trái đất này tu không thể thành Phật được. Vì muốn thành Phật thì phải tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn. Từ một kim thân Phật siêu nhỏ lớn lên thành một kim thân Phật lớn, được gọi là thành Phật. Ý thứ năm anh hỏi là vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 21 có nói rằng tôi ngu tôi mới tu giải thoát. Đây là ý của tổ muốn nói ra sự thật về pháp môn Thiền Tông. Nếu tu thì không thể giải thoát được. Vì như vậy, Đức Phật cũng từng hay nói câu tu đã thành Phật cũng giống như nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Mời anh hỏi tiếp.